vị tướng nào có chiêu cuối giống bánh donut? Kama. Trời ơi, nhắc rồi, không chơi nữa. Trời ơi. Rồi, kể tên hai vị tướng thuộc tộc Yodo. Lulu, Nhích. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo, kể tên một vị tướng sắp xuất hiện ở bản cập nhật 3.2. Bye. Nói tiếng lớp. Chính xác. Đây là vị tướng nào? Fuga. Ai à? Con gì vậy? Gazuo. Gì vậy? Trời, Quýnh không thấy gì vậy trời. Chị đánh lan qua đi. Một người con gái và một cây kiếm. À, em xin trả lời đó là cô gái và cây kiếm. Cô gái và cây kiếm. Rồi. Còn một cô gái một cây kiếm nữa, mọi người có thể đoán, mọi người có thể đoán. Khác Fiora. Idalia. Chính xác. Tiếp câu hỏi tiếp theo. Đây là vị tướng nào đôi mắt và hình hoàng hôn? Đây là vị tướng nào đôi mắt và hình hoàng hôn? Gà can. Ủa, cái skin nó gì mà? Sen. Mắt hoàng hôn. Chính xác, chính xác. Có bao nhiêu đội tuyển tham gia thi đấu SEA Games 31 ở bộ môn Liên minh huyền thuật? Tốc chiến, nội dung đồng đội nam. 7 đội. Chính xác. Rồi, bộ môn Liên minh huyền thuật chiến sẽ diễn ra từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu? Ngày 13 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5. Sai. Ngày 13 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5. Chính xác. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Liên minh huyền thoại tốc chiến là bộ môn thể thao điện tử duy nhất có nội dung đồng đội nữ, đúng hay sai? Đúng. Chính xác. Bộ môn Liên minh huyền thoại tốc chiến đạt thành tích gì ở kỳ SEA Games trước? Làm gì có kỳ SEA Games trước làm thành tích tốc chiến không nhỉ? Chính xác. Yeah.